Tác phẩm Đường Hy Vọng. Tác giả Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Số 2. Bổn phận. Bổn phận là giấy vào nước trời. 17. Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại. 18. Có người không phát thánh giá của mình hay của người khác mà tưởng tượng thánh giá mình quá nặng. Có người phát thánh giá cả làng mà không phát thánh giá của mình. Có người phát thánh giá cả làng và gán thánh giá của mình bắt kẻ khác phát. 19. Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa người khác nhờ bổn phận con. Thánh hóa chính mình con trong bổn phận. 20. Nếu ai cũng thánh hóa trong bổn phận, thì tâm hồn mới, gia đình mới, thế giới mới. 21. Một vị thánh ngoài bổn phận là thánh ở xa xa, thường hay làm phép lạ sái nơi, sái giờ. Đến gần thì gây lộn xộn và hoang mang khó sống. 22. Giáo dân nghĩ thánh là sốt sắng kinh nguyện, giảng giải, xa lánh thế gian. Họ hóa ra giáo sĩ, tu sĩ thời xưa. Tu sĩ nghĩ thánh là dấn thân giúp việc xã hội, hoạt động chính trị, tranh đua với giáo dân mà nhập thế, loạn xà ngầu. 23. Thế giới không đổi mới vì người ta quan niệm sự thánh thiện ngoài bổn phận. 24. Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận. 25. Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, họ chỉ chu toàn bổn phận. 26. Song bổn phận hiện tại không phải là thụ động, nhưng là liên lỉ canh tân, là quyết định chọn hay chối Chúa, là tìm nước Chúa, là tin ở tình yêu vô bờ của Chúa, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. 27. Bổn phận là giấy vào nước trời. Ai thực hiện ý Cha ta trên trời sẽ vào nước trời. 28. Chấp nhận thánh ý Chúa, vâng theo thánh ý Chúa, yêu mến thánh ý Chúa, con chọn hạng nào? 29. Nếu Chúa muốn con chịu sỉ nhục vì bổn phận, chính lúc ấy Chúa cho con vinh hiển vì thánh giá Chúa. 30. Con hãy thưa, lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Canvario và con là của lễ toàn thiêu. 31. Chỉ cần làm bổn phận trong giây phút hiện tại là nên thánh. Một khám phá, một mặc khải đem bình an và phấn khởi cho tâm hồn con. 32. Chính sự chết cũng là bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến. 33. Tiến lên trong bổn phận mỗi ngày, con sẽ thấy ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ nhàng. 34. Vì thương thuyết đòi điều kiện trong bổn phận, vì không theo ý Chúa, vì theo ý Chúa có giới hạn mà tâm hồn con khắc khoải, bất an. 35. Không gắn bó với ý Chúa từng giây phút,
con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu quá. 36. Vấn đề rất đơn giản. Trước khi hành động, con nghĩ Chúa muốn con làm gì, hãy thực hiện ý Chúa. 37. Trong cuộc sống hằng ngày, Chúa ban cho ta hạnh phúc tham dự mầu nhiệm cứu rỗi. Đối với mỗi người, con đường thánh giá đi theo con đường bổn phận.